Tôi chuyển vô mấy chưa được tháng à? Đây các bác nhá, thì hôm nay đến nhà anh Úy ở như Hoàng Hóa, đây là Hoàng gì? Hoàng Sơn, Hoàng Sơn. Hoàng Sơn thì anh cũng mới tập nuôi được khoảng 6 tháng. Ôi giời, cái phấn này anh phải cạo đi rồi. Cái phấn này là nó bị mốc rồi. Thì mấy hôm nay là không thảm đây này. Mấy hôm nay là không thảm đây này. Bị mốc, anh có cần mặc quần áo không em? Lấy áo không cần, không cần, tôi không có mà. Anh phải kéo ra cái nã, kéo cái ván ngăn ra và kéo cái xe ra chứ không là nó hổn. Không tham này. Chứ không là nó hổn, anh phải thổi cho nó tụt xuống, đấy là nguyên lý của hắn, thổi xong là nó tụt xuống. Không tí nữa anh hãy bỏ, không là bây giờ anh bẹo phấn là nó mùi nó bốc lên là con ong nó hổn. Đây. À nó để vậy là được. Bên này. Ê, ví là cái khoảng cách của anh để là nó rộng quá nên nó làm lưới mèo rồi. Anh thấy không nè, có nghĩa là khoảng cách của anh để rộng quá. Bây giờ cái lưới mèo, cái đầu tiên là cái lưới mèo anh phải vặt bỏ đi. Ê, để cho nó không bị làm ra lưới mèo. Anh cứ, đấy, bình thường đấy mà, anh cứ nhẹ nhàng anh làm thì con ong nó sẽ hiền hơn. Ê, cứ nhẹ nhàng làm thì là cái phấn này là anh phải bỏ đi, tại vì nó đã mốc rồi thì anh phải bỏ đi. Không cần nữa, bây giờ còn một phấn đây nhiều. Đấy, không ăn à, bò không ăn à. Cái lưỡi mèo đây là anh phải bỏ nó đi nè. Vâng, mai anh lấy con dao anh cắt, anh rủ xong anh cắt nó đi. Đấy, đang để. Đây, coi cái cầu trong, anh nhẹ nhàng thôi, không anh làm vậy là nó hổn đấy. Đấy, nó để vậy là đẹp. Để vậy là đẹp. Nhưng mà em coi cái vòng phấn. Không, anh ngửa bên mạng kia. Vòng phấn tôi mới vừa đổi chú. Không, anh cứ đấy. Có ít lắm. Không, cái vòng phấn đây là tôi mới đổi. Anh đổi cái cầu nào? Cầu ra ngoài. À, cầu ra ngoài vậy thì anh bỏ vào lại, anh lấy cầu ngoài. Cầu ngoài, vì hôm đẻ ít mà. Vâng. Tôi mới đổi. Đúng rồi, đổi. Mục đích đổi là để cho cái phấn nó đều thì con ong nó thấy cái nguồn ở như trong tổ ong nhiều. Thì con tướng nó sẽ đẻ nhiều hơn. Đây. Nói chung là hai cầu thì ok vậy, đúng không? Đúng đấy, rồi. Thấy chưa? Đấy, để vậy là quá là nét rồi. Ok. Để bác mặc quần đùi áo cọc rồi bác coi. Cái khoảng cách của anh như thế là không đúng. Nên là tí nữa xe em sẽ hướng dẫn. Đây cái đúng cầu, cầu trong là không để được. Đây, cầu ngoài này. Cầu ngoài đây, cầu trong chứ, cầu trong là đúng. Cầu ngoài. Lúc còi có phấn không? Không có phấn. Này là nguồn, chắc là anh mới cho ăn được khoảng 10 ngày nay đúng không? Không, ăn lâu nhưng mà không ăn đấy. Không, đấy là do anh bo phấn nó không đủ độ chuẩn, nó rồi, không rồi ăn. Rồi. Chứ tí nữa em sẽ hướng dẫn. Rồi. Đây, cái rồi. Phấn này đúng không? Vâng, anh để xuống đi. Rồi em sẽ nói cho một cái. Rồi. Đây nhá. Rồi. Cái vậy anh ép vậy là vẫn không được. Đây này, em sẽ nói cho này. Cái đầu ngón tay này, cái cầu trong cùng đây là nó cũng không đúng này, cái cầu cùng đây là nó phải một phân. Rồi. Nó một phân, còn bắt đầu từ cái cầu thứ hai vào mùa này thì nó khoảng 5 ly. Rồi. Mà anh mà muốn thì khi mà anh đẩy cái cầu này này, nó chạm vào cái cầu này thì nó bằng vừa vào cái đầu ngón tay. Rồi. Còn cái cầu trong thì đút lọt cái ngón tay, gần lọt cái ngón tay là cái cầu thành thùng. Rồi. Thì gần lọt ngón tay thì đấy là khoảng cách của cầu ong. Vào mùa, còn vào mùa lấy mặt thì được khoảng 7 ly để cho nó phình cái bầu mặt ra. Nên là cái cách mà để mà người ta làm là nó phải như thế. Có nghĩa là cầu trong cùng là anh phải để một phân. Đấy, cái cầu trong cùng anh kéo ra một phân đi, anh cứ đẩy ra một phân đi. Rồi, ok chưa? Rồi, đúng rồi, nó phải vậy nè. Okay, còn chưa? Cái cầu đấy anh để ra 5 ly. Rồi, ok chưa? Tí nữa đằng kia, đấy, vậy, okay được chưa? Rồi, đúng rồi. Đầu đằng đây anh kéo vào một tí. Rồi, đúng okay rồi, chưa? Đúng rồi, nó phải như thế. Thì nó mới là gọi là theo cái kích thước của nó rồi, để cho okay nó vào, đúng rồi, nó là được phải chưa? Như thế, đúng rồi. Thì không bao giờ nó sẽ làm, vâng, không bao giờ nó làm lưới mèo lên. Đúng rồi, rồi. Okay. Tôi cũng hay mà. Tôi đây, các bác nhá, lại ra cái tổ đây xem, lấy 3-4 tổ chủ nhà anh Úy, ở như Hoàng Hóa. Hoàng Sơn. Hoàng Thành. Mà nếu như mà các bác sau này có nhu cầu mua mặt thì cũng đến nhà anh. Phấn này là anh bỏ khô quá. Cái đầu tiên là khô quá, cái thứ hai nữa là hình như là đường ít. Nên là nó bị lỗ chỗ kìa. Cái gì lỗ chỗ là này tôi vừa mới bỏ thêm nữa.
bỏ thêm nhưng mà hơi khô, bỏ thêm vậy là hơi khô, bỏ thêm mật ong đấy chú. Đúng rồi, phải bỏ thêm mật ong nó mới có độ dẻo. Bò với cun tê nhưng mà hắn không ăn. Đấy, như cái khoảng cách này là như cái cầu trong cùng là vừa, nhưng mà cầu thứ hai là hơi rộng nên nó sẽ hay đây, bị phần lưỡi mèo. Đây. Đây. Đấy, để vậy là đẹp đấy. Đây. Đấy. Anh chưa đổi đúng không? Đổi rồi. Đấy, anh thấy cái khoảng cách anh để cái là nó mọc lưỡi mèo ấy, anh thấy chưa? Đổi. Đấy, có nghĩa là cái khoảng cách nó xương cái đổi, là nó mặc mọc lưỡi mèo. Đấy. Vâng. Đây là hai cầu tôi mới bỏ cùng một cầu vào này này. Vâng. Cầu được hai hôm nay đây này. Không, như anh nuôi này. Mới được hai hôm nay này. Cái lao cầu như thế là anh lao sai rồi. Dạ. Đấy, có nghĩa là ba cầu đấy khi anh lao thì ba cầu đấy anh phải áp sát hết lại với nhau. Rồi. Được chưa? Rồi, rồi. Đấy, nên là cái lao cầu như thế là nó không đúng kích thước. Rồi. Ừ. Thì tí nữa em sẽ hướng dẫn là đây, cái đây. Đây. Anh cứ dơ bình thường. Thổi thổi ra coi nhọng. Thổi nhẹ thôi, anh cứ phải thổi nhẹ nhẹ. Đấy còn tướng đấy, còn tướng đấy. Đúng rồi, còn tướng, tướng to nhỉ. Tướng đấy. Đây, con tướng. Đẹp tuyệt vời. Nhưng mà tướng này tướng kiến. Dạ. Tướng kiến to nhưng nó là con tướng kiến, có nghĩa là con tướng nhỏ so với các loại con tướng. Đấy, đấy bên đây. Bên đây để vậy là được rồi. Rồi rồi, bây giờ anh chưa? Vâng, anh bỏ xuống xong là anh đấy em hướng dẫn cho cái việc lao cầu. Rồi. Lao cầu thì nó có hai cách lao cầu. Rồi. Một là lao cầu chờ. Hai là cái lao cầu trong. Đấy, như anh lao này là lao cầu trong thì cái ba cái cầu đấy anh phải áp sát lại với nhau. Đây. Anh thổi cho đưa ong nó xuống rồi anh áp sát hẳn lại. Được không? Đấy. Đâu đấy. Chưa. Có nghĩa là lao cầu là anh phải áp sát hẳn, có nghĩa là ba cái cầu đấy dính lại với nhau. Đấy. Không. Anh vẫn phải áp sát, có nghĩa là ba cái cầu đấy, anh thổi cho ong nó xuống thì xong anh hãy dí nó vào, không là nó chận con ong là sau anh mở ra là nó hay hổn. Đấy là ba cái cầu đấy anh phải áp sát lại với nhau. Ok chưa? Thổi thổi cho nó xuống đi. Đấy. Đấy, anh phải ba nhá, anh mà lao vào giữa thì ba cầu đấy anh phải áp sát lại với nhau. Dạ. Rồi tối anh cho nó ăn đường thì nó lại kích thích con ong nó mới làm xây nhiều. Này, cho ăn đường. Vâng vâng, chứ còn nếu như không là nó sẽ không xây nhiều. Đấy, bây giờ các bác lại đi theo em này lên trên từng đấy, anh nhà. Nuôi trên từng, anh nuôi trên từng nhiều tổ không? 5 tổ. 5 tổ trên từng à? À các bác lại lên trên từng xem anh nuôi ong ở trên từng từng hai à anh? Từng 2. Vâng vâng, rồi ok. Các bác lại theo chân em với anh Úy lên trên từng 2 coi ong rồi hướng dẫn luôn kỹ thuật cho anh một chút. Đây các bác nhá, em lại theo chân của anh Úy lên trên trên từng 2 anh nuôi dăm tổ trên từng 2 đấy các bác. Đây. Đây đây, quay rồi một loạt. Đúng rồi, đây đây các bác nhá. Thì anh nuôi 5 tổ ở như trên từng 2 đây các bác. Đấy. Đấy. 5 tổ đấy. Vâng. Ở trên này anh không cần phải kê kiến đâu, anh chỉ cần kê làm sao cho không nó kiến nhiều lắm. Cái này là không nhiều. À. Chiều nó còn đang đi lại. Vâng. Đây. Đây kiến đi chị. Đấy, đây là trên từng 2 đây các bác này. Đấy, em dọi trên từng 2 một chút không là các bác lại hiểu không phải đây nhá, em quay cho các bác coi đấy, anh đang đây cứ để bỏ nước thì đỡ mát, tầng hạ bỏ nước. À. Đấy nhá, để xem. À, gỗ đây là gỗ dừa. Đây cái hoa cấu này này. Cái để không làm để mốc chứ. Nó. Cái niệm mấy hôm nay. Không, nhưng mà cái này vẫn để cho nó ăn được. Nhưng trong, mà vì tôi bỏ tịt vô mật ong. Cái này này là do là anh bò phấn nó quá khô nên nó hay bị cào ra. Vì là cái hôm tôi bỏ tịt thuốc. Chắc có cái mùi. Không. Cái mùi thuốc không anh? Với là cái ván ngăn này anh bỏ quá sát. Đấy, bỏ ván ngăn nó phải cách cái cầu ong khoảng 1 phân. Đấy chưa con này đâu. Này, đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đây. Để vậy cũng là được. Ừ, cái này nó bị san bầy rồi. Tổ này là đã bị san bầy rồi. Đấy cái mũ tướng này này. Không, cái mũ tướng đây lâu rồi đó. Lâu rồi nhưng mà lâu lâu tôi biết lâu lâu đúng rồi thì có nghĩa là cái tổ này là có một lần san bày rồi. Tôi chuyển là hôm vừa rồi tôi phát tôi nhận nhà từ kia đấy. À thì đấy nên là em thấy nó cắn vậy là có nghĩa là nhận nhà kia đấy. Vâng. Đấy. Nhọc này. Vâng. Đấy các bác. Đây là trên từng 2 đây các bác. Hai đấy nhá.
ba cầu. Anh đây toàn bộ là ba cầu á, nhưng mà quân vậy là vừa đủ thôi. Đấy. Đấy, đẻ rất là đẹp. Không? Ừ. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời chứ. Tuyệt vời không đấy? Vâng. Đây. Đấy không? Tuyệt vời không? Đúng rồi. Đúng chưa? Quá đẹp. Đẹp không? Đấy, anh thổi cho bà con thấy anh nuôi rất là đều. Tháng này. À, mới học nuôi 6 tháng này đi. Chủ yếu là có nghĩa thỉnh thoảng cái gì không chủ biết thì gọi điện cho em thì em hướng dẫn thôi chứ đấy. Còn đấy. Chưa? À, đấy là quá đẹp. Đấy, coi tiếp một cầu trong nữa này. Hiện nay vì có dịp vào đấy. Coi rồi hướng dẫn thêm cho anh một chút nữa. Đấy, cầu trong này. À, cầu trong này anh đảo vào đũa vào giữa. Phấn nhiều lắm. Phấn. À, cái này phấn này được này, phấn này đẻ tốt. Phấn này cái cầu này anh bỏ vào giữa hoặc là bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài nhé. Vâng, còn cái cầu kia anh để đảo. Có nghĩa là mình đảo mục đích là để cho nó đều nó đẻ. Có nghĩa ba cầu. Đang nở này. Đâu, cầu đấy là chưa có đăng ấu trùng thôi. Đấy, ấu trùng đây này. Vâng, mới có ấu trùng nhưng mà có rất ít. Đúng rồi. Ừ, có rất ít anh đảo vào giữa. Cái này vào giữa nha. Vâng, đúng rồi. Phấn cái này là được. Ừ. Đấy, anh đảo vào giữa. Đấy, anh bỏ vào giữa là anh quay cái cầu đi. Quay cái cầu lại thì cái phấn nó ra đằng ngoài. Đấy, đúng rồi, quay cái cầu thì phấn nó ra đằng ngoài. Anh cứ làm nhẹ nhàng ấy, không anh kịch phát là không ai chất vào con ong là nó đốt ngay, nó hổn lắm. Rồi, cái khoảng cách vậy là vừa rồi. Nhưng cái trong được rồi. Rồi rồi, cái trong được. Okay, rồi. Đúng không? Vâng. Và cái bán ngăn đấy anh phải để cách một phân. Rồi đấy. Chị không áp quá, không áp quá, để cách một phân. Rồi. Ừ, okay rồi. Chưa? Rồi rồi, vậy là được rồi. Ăn chưa? Ổ tiếp, quay tiếp cái ổ này là ổ đây là cái ổ tướng hồi tháng 3 này. À, tướng tháng 3 là đẹp rồi, vượt hè ngon lành. Thì xem lấy ổ nữa thôi. Đây. Chắc. Cái ổ đây là ổ mua người ta hồi tháng 2 này. Yeah. Đấy. Đấy, cái phấn này anh không ngủ. Vì anh quấy không đều nên đang còn phấn nguyên nên con ong nó tôi sẽ ăn kém hơn. Là tôi trộn cho ăn luôn đúng không? Khoảng tiếng sau tôi cho ăn. Đấy, em biết ngay là anh không ngủ nên là nó ăn sẽ cực kỳ kém và nó bơi nó rụng xuống đáy thùng mê ra cho coi. Cái cầu này là cầu mới nở này. Mới làm mới nở được một vòng. Con tướng này, con tướng to này. Bên kia. Đây này con tướng. Đây cũng cái nhát nhỉ. Tướng cũ đó. À, tướng cũ đó. Rồi rồi. Cái con này chắc cái đầu này thì đẻ ít hơn này. Quân này hơi xưa. Quân này đang nở này. Vâng, quân này hơi xưa. Đây này. Nhộng. Nhộng vậy là được rồi, nhưng mà được quân đó. Hơi xưa. Cái quân này quân già nữa nhưng mà sau cái này là chuẩn bị nở ra là ok không như này. Anh nuôi vậy là đã so với người mới học nuôi anh nuôi như thế này là quá tốt được không quá tốt theo okay như hả? Em nói là quá tốt rồi ok ha rồi và... này nha rồi. Còn tiếp một cái nữa này chúng có mặt kia kia có được không đấy rồi rồi vậy là được rồi. Đấy. Rồi các bác mà thấy video của em mà hữu đấy. Ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất nha. Đấy. Xin chào tạm biệt bà con.